dựng. Và từ năm 76 về Đại học Bách Khoa Hà Nội, tôi hành nghề là nhà giáo, nhưng đồng thời cũng là có một cái khát vọng là ứng dụng tự động hóa trong các ngành công nghiệp khác nhau. Và cái điều tâm đắc nhất mà tôi thấy rằng chúng tôi đã đạt được cái giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ năm 2005, 19 năm rồi. Mà có một cái điều đặc biệt là chúng anh em ruột thịt chúng tôi dìu dắt nhau để tạo nên các cái sản phẩm như vậy. Mà cũng đã cống hiến cho Nghệ An chúng ta 4 năm nhà máy bia Vinh, Sông Lam, Nghệ An, Hà Nội, Nghệ An, nhà máy bia Vinh, rồi Dứa Cô Đặc, Quỳnh Châu, rồi nhà máy bao bì, chính là sản phẩm của chúng tôi đã mang về, đã chuyển giao công nghệ và xây dựng cho xứ Nghệ. Những cái ngày đầu tiên để Nghệ An lần đầu tiên bước chân vào cái câu lạc bộ 1.000 tỷ. Và cứ như thế cho đến năm 2000, bốn anh em ruột chúng tôi và con gái tôi cũng đã tham gia đạt giải nhất giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2000. Lần thứ hai năm 2004 cũng giải nhất với Fortech. Và lần thứ ba là giải thưởng WIPO của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Và cái quan trọng, một cái dấu ấn mà tôi muốn nói ở đây là giải thưởng Hồ Chí Minh. Có 5 đồng tác giả là bốn anh em và con gái tôi để thực hiện, để cả nước công nhận đấy là công trình của chúng tôi, để được vang danh cả toàn cầu, toàn giới. Đó là nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí tự động hóa trong công nghiệp chế biến nông sản và thực phẩm. Và cho đến bây giờ nó vẫn còn tính thời sự rất lớn của nó, về chế biến nông sản thực phẩm là vấn đề rất yếu của đất nước ta. Một cái dấu ấn thứ hai thì 10 năm vừa rồi là tôi đã trăn trở, đáng là tôi về hưu rồi tôi nghỉ, nhưng có một điều thôi thúc tôi cùng đồng tác giả nữa là tổng giám đốc của tôi là tiến sĩ Nguyễn Trí Dũng. Tôi là chủ đơn và anh Dũng là đồng tác giả của một cái sáng, hai sáng chế phát minh của Cục Sở hữu Trí tuệ đang tức là đã cấp quyết định công nhận hợp chuẩn và chờ ra bằng. Đó là cái gì? Đó là cái antivirus solution, là dung dịch kháng virus vi khuẩn trường sinh, mà trong 4 năm vừa rồi, 3-4 năm vừa rồi chúng tôi đã cứu giúp cả hàng chục vạn người thoát khỏi COVID một cách an toàn. 3 triệu liều chống COVID miễn phí trong suốt 4 năm vừa rồi. Để nói rằng đấy là một cái cống hiến vô giá mà chúng tôi đã cống hiến và hoàn toàn chưa thu một lợi nhuận nào. Thế thì cái dấu ấn đấy được đánh giá bởi cái hội nghị khoa học và kinh tế toàn cầu ở New Delhi 21 tháng 12 năm 23. Tôi vinh dự được Hiệp hội các nhà lãnh đạo toàn cầu đó ủy quyền cho trường đại học Apollo Mỹ phong tôi là viện sĩ trong lĩnh vực y học thay thế, tức là một ngành hoàn toàn khác, điều khiển tự động. Trước đây là có 2 viện sĩ của cái ngành đó của Anh và Mỹ, bây giờ thêm một cái ngành nữa là y học thay thế. Và chính các hiệp hội toàn cầu đó đã công nhận một cái dung dịch kháng virus của chúng tôi là một sản phẩm của thuộc về cái y học thay thế, có thể thay thế đông y, tây y trong chữa bệnh rất nhiều các loại bệnh. COVID, hậu COVID, lao, 1 phút nó diệt 99,99% vi trùng lao và các cái bệnh bỏng, nấm và nhiều các cái vấn đề khác. Thì đấy là một cái thành tựu mà tôi cho là cái ấn tượng, mà tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi đã có cái thứ hai này, tôi rất là mừng và cũng đáng tự hào. Và xin cảm ơn tất cả. Vâng ạ, rất là đáng tự hào về những gì mà người con quê hương Nghệ An đã đóng góp cho chính quê hương mình ạ. Vâng ạ, và thưa nhà báo Hồ Quang Lợi ạ, là một cái bút bình luận xuất sắc, thì ông thấy điều gì?